gì em được đến bên anh. Như giọt nắng buông dài trên vai áo, anh cảm nhận dịu dàng môi sắc thắm trên đôi má đang thoáng ửng hồng. Ước gì em được đến bên anh, như cơn gió mong manh lùa mái tóc, anh sẽ nghe trong lao sao dịu dàng tiếng em thì thầm nhớ. Anh, bộ ngày nào em cũng phải chui vô bếp rồi làm ba cái đồ bẩn thỉu như vậy hết hả? Đáng lẽ là giờ này em được lên chùa đi lễ, bữa nay là mùng 1 đầu tháng nữa. Mô Phật, xin các ngài lượng thứ cho con mắc cơm nước nấu nướng không có lên hầu các ngài được. Mô Phật. Thôi mà em, sao cứ ỉ ôi hoài vậy? Anh đau đầu lắm biết không? Anh làm như mình anh biết nhức đầu vậy. Ngày nào em cũng phải đi ra cái chợ chồm hổm hôi hám tanh tưởi rồi về nhà rút vô bếp rồi thịt cá mắm muối vậy nè. Ai nhức đầu ngay? Tới nước này mà em còn suy bì thiệt hơn. Vậy thì em đi đi, đừng ở đây nữa. Nếu mà có chỗ nào khác để đi á là em đi rồi, khỏi cần anh đuổi. Mà anh nhớ nha, cái nhà này không phải là của anh đâu à. Trời ơi. Chào chị. Chào anh Xui. Chị Xui giờ này còn ngủ nướng sao chưa thấy dậy? Dạ, tôi đâu có ngủ đâu chị Xui. Chị tới hồi nào vậy? Dạ,
Chị xui nằm đó làm sao mà biết tôi tới được. Tôi đi có chút chuyện đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé thăm con trai tôi coi nó sống ra làm sao đó mà. Dạ, dạ mời chị ngồi uống nước rồi nói chuyện. Dạ mời chị. Dạ thôi khỏi uống nước, không dám làm phiền anh chị. Mắc công anh chị lại phải pha trà rửa chén nữa, phiền lắm. Thôi thì chị đã qua đây rồi, ở chơi lâu lâu, lát dùng bữa luôn. Hey, đâu phải là tôi qua đây để xin cơm đâu. Mà bây giờ cũng chưa biết là ai phải qua nhà ai để xin cơm nữa à. Tôi qua đây để hỏi anh chị xui là khi nào thằng Mạnh có đủ số tiền mà nó mượn tôi để mua cái căn nhà này cho anh chị và cô Thư nhà ta ở đó, chừng nào nó mới trả được. Chị xui nói thì cũng phải ngó trước ngó sau. Thằng Mạnh nó là con rể, gia đình vợ gặp chuyện xui xẻo thì nó có giúp đỡ cũng là chuyện thường tình, đâu có gì là lạ. Nói chung mà nói thì... Thì sao? Thì ra là cái lúc khốn đốn á, anh chị mới coi thằng con trai của tôi là rể nhà này. Chứ hồi mà anh chị giàu sang sung sướng đó, anh chị có coi trọng nó đâu. Dạ, thật tình bây giờ gia đình tôi đang thất cơ lỡ giận, mới biết là cháu Mạnh rất tốt. Gia đình tôi thật có phước mới có được rể quý, cũng là nhờ chị xui đã dạy dỗ con cái biết sống hiếu thảo. Dạ thôi, tôi không dám nhận lời cảm ơn của chị xui đâu. À, mà nếu anh chị xui có coi thằng Mạnh á là rể nhà của anh chị á, thì anh chị làm ơn đi, dạy lại con Thư, biểu nó là phải biết cách đối xử với nàng dâu với mẹ chồng của nó cho đúng nghĩa. Ủa, mà giờ này á, cô Thư nhà ta đâu rồi chị? Dạ, con Thư nó hơi mệt, nó còn nằm trong phòng. Vậy à? Chà, mệt đến mức độ nào vậy chị xui? Mà má chồng nó tới á, nó không lết ra chào được nửa lời vậy hả chị xui? Anh chị dạy con như vậy đó hả? Anh chị nghĩ giùm tôi coi. Thoạt đầu á, khi thấy thằng Mạnh lấy được con gái rượu của anh chị á, ai cũng biểu nó vớ được vàng ròng. Rồi tới giờ á, họ lại bàn luận, thì ra cũng chỉ là vàng mạ thôi. Tệ hơn nữa là bây giờ họ lại nói xa xôi bóng gió là thằng con trai của tôi á, bị lừa. Anh chị nghĩ coi có đau đớn cho tôi không? Anh ngồi đi. Sao giờ anh còn chưa về? Mọi người về hết rồi mà. Tôi... Sao chị lại hỏi vậy? Chẳng phải chị kêu tôi qua ngồi đây chờ chị trả lời mà. Tôi nhớ ra rồi. Đúng, tôi có hẹn anh như vậy. Xin lỗi nha. Chị có thể cho tôi biết kết quả phỏng vấn của tôi ra sao được không ạ? Tôi cho là tốt. Vậy là tôi sẽ được chị tuyển dụng. Về mặt năng lực chuyên môn thì coi như tôi ok. Nhưng nếu em muốn làm việc ở đây lâu dài thì tôi cho là chúng ta cần có cơ hội để hiểu nhau thêm. Vậy là phải làm sao? Cũng không có gì ghê gớm đâu. Như vậy đi, tôi xin được mời anh ăn tối để qua trò chuyện chúng ta hiểu nhau rõ hơn. Có thể ngày mai tôi sẽ đồng ý tiếp nhận anh với mức lương công chỉ như anh đề nghị, cao hơn đó. Nhất thiết là phải có bữa ăn tối nay sao chị? Cái này thì tùy anh thôi, tôi cũng không ép buộc. Nếu anh chưa thực sự thoải mái thì anh có thể đi tìm một công ty khác. Đối với những người tôi cảm thấy có thể trở thành cộng sự lâu dài, tôi muốn hiểu họ tường tận, không chỉ về năng lực mà còn về một vài khía cạnh cá nhân. Ý anh sao?
Đồng ý, tôi sẽ đi với chị. Chắc anh đã biết tên tôi. Đừng kêu tôi là chị, cứ gọi là Tuyết Anh là được rồi. Tôi biết rồi. À, ta đi được chưa chị? Xin lỗi, Tuyết Anh. Con biết không, lúc mà nghe má mắng nhiếc đó hả, vợ chồng nhà đó cứ đứng trách trưng mà chịu đựng, đố dám cãi lại má nửa lời. Má kỳ quá à. Má làm vậy chẳng khác nào là má làm khổ anh hai con thêm đó. Má không thấy điều đó sao? Tao cố tình như vậy đó. Nghe, anh hai của mày muốn thoát khỏi cảnh khổ thì tốt hơn hết á, anh hai của mày bỏ con Thư đi, đi ra ngoài đời thiếu cha và những đứa khác, xinh đẹp dạng gấp ngàn lần con Thư nữa kìa. Má chẳng hiểu gì về tình yêu hết á. Phải, mấy người thì hiểu, còn tôi hả, không cần biết tình yêu tình báo là gì nữa hết á. Nhưng mà lấy vợ rồi làm nai lưng ra nuôi ba miệng ăn cùng một lúc vậy đó hả, anh hai của mày có nước là người có trên á. Má, sông có khúc người có lúc, chẳng phải là má luôn dạy tụi con như vậy sao? Bây giờ má không thể nào mà có sự đồng cảm với lại bên nhà cô chú đó một chút xíu được sao má? Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Tốt với mấy người đó chỉ bằng thừa thôi hả? Đó, mày thấy anh mày đó, chạy đôn chạy đáo suốt ngày để tìm việc làm, mà có tìm được đâu, làm sao mà nuôi nổi gia đình nhà đó được chứ? Hy vọng trong những bữa ăn với nhau sau này, anh mà sẽ tự nhiên hơn. Chắc là vẫn còn đói bụng hả? À không, cảm ơn chị. À, cảm ơn Tuyết Anh, tôi nói thiệt rồi mà. Anh á, nói dối tệ lắm đó. Anh Mạnh nè, anh có tin trên đời có những người hoàn toàn xa lạ, nhưng vừa mới gặp nhau, giữa họ đột nhiên nảy sinh một mối quan hệ vô cùng thân thiết không? Dạ, chắc cũng có. Tuyết Anh à, như vậy là công ty đã chính thức nhận tôi vô làm việc như những gì lúc nãy Tuyết Anh vừa nói đúng không? Đúng vậy. Nhưng trước mắt anh chưa được làm đúng chuyên môn của mình đâu. Tôi không hiểu. Tôi sẽ giải thích ngay. Vì tôi là phụ nữ làm quản lý, nên tôi rất muốn có một người đàn ông thạo việc làm trợ lý cho mình. Anh sẽ ở vị trí đó. Làm trợ lý? Anh cứ để tôi nói luôn. Chẳng phải trước đây anh cũng đã từng làm trợ lý giám đốc rồi đó sao? Nhưng mà lúc đó là... Lúc đó sếp của anh là đàn ông chứ gì? Bộ phụ nữ làm giám đốc không có quyền có trợ lý sao? Không, không phải vậy. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ định nói là Tuyết Anh cứ cho tôi làm đúng với chuyên môn của mình, như vậy có lẽ tôi sẽ đóng góp cho công ty nhiều hơn. Tôi nghĩ khác. Tìm một người có chuyên môn giỏi như anh, hoặc thậm chí hơn anh, khó, nhưng không phải là không thể. Tiếp xúc với Mạnh, tôi thấy là Mạnh có thể giúp tôi phát triển chiến lược kinh doanh của mình. Công ty của chúng ta rồi sẽ mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Anh không nghĩ là tới lúc công ty của chúng ta sẽ phát triển lên và trở thành một tập đoàn lớn hay sao? Đúng. Tôi rất thích những người có ý tưởng táo bạo như chị. Hy vọng tôi sẽ trợ giúp được cho chị. Hy vọng tôi sẽ giúp được nhiều cho Tuyết Anh để quay bảo Tuyết Anh trở thành hiện thực. Tôi tin là anh sẽ giúp được tôi rất nhiều. Chắc chắn chúng ta sẽ là những cộng sự ăn ý với nhau. Hứa vậy nha. Tôi hứa. Mạnh. Ủa, ba. Đi gì tới giờ này mới về? Bây giờ đi là không cần biết gì tới mấy người ở nhà nữa không? Tôi bây giờ không phải là ông chủ của cậu, nhưng tôi vẫn là ba vợ của cậu. Ba, ba vô nhà đi, con có tin vui muốn nói với ba và cả nhà đây. Vô đi ba. Vô.
Xỉn rồi phải không? Tôi đâu phải hòn giọn phu đâu, mà hết giờ chồng rồi, bây giờ chờ tới con rể nữa. Dạ con xin lỗi mẹ, hôm nay con có chút việc nên về trễ. Thư đang ở trong phòng hả mẹ? Chứ nó còn đi đâu được nữa. Lại trứng chiên, rồi ngày mai thiên trứng, mốt là cũng trứng chiên. Không ai nuốt vô đâu. Bà ráng ăn tạm bữa nay thôi. Kể từ ngày mai mẹ đi chợ mua cái gì ngon ngon về nấu nghe mẹ. Con đã tìm được việc làm rồi. Công ty nào vậy? Dạ. Lương khá không? Công ty Tiết Anh bà. Cũng kinh doanh bất động sản. Hiện thời thì quy mô của họ cũng bình thường, nhưng mà sau đó thì ôm ấp ý tưởng táo bạo lắm. Họ chấp nhận mức lương mà con đã đề nghị, giống như con đã hỏi ý kiến ba đó. Đó, cái công ty đó là biết nhìn người. Nhưng mà con phải nhớ là 6 tháng sau yêu cầu người ta phải tăng lương á. Dạ, để con coi coi con có làm được việc họ giao không chứ đó ba. Chắc chắn là được. Khó khăn gì thì cứ hỏi bà, bà sẽ quân sư cho con. Đúng rồi, nhờ ổng quân sư cho cái vụ phá sản á. Cái vụ đó ổng giỏi lắm ạ. Đúng không? Con vô báo cho con Thư nó mừng, rồi dỗ dành nó ra ăn cơm. Dạ. Nói chung mà nói thì... Nói riêng mà nói thì anh ngồi xuống ăn cơm giùm em. Dạ chào chị, tôi là Quỳnh Tiến Mạnh. Cảm ơn công ty đã cho tôi có mặt trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đúng, tôi rất thích những người có ý tưởng táo bạo như chị. Hy vọng tôi sẽ trợ giúp được cho chị. Tôi tin là anh sẽ giúp được tôi rất nhiều. Chắc chắn chúng ta sẽ là những cộng sự ăn ý với nhau. Hứa vậy nha. Tôi hứa. Anh làm gì vậy? Tại anh thấy có con muỗi nó định cắn em. Anh sợ mặt em lại nổi lên nốt đỏ. Mới nhận được việc mà đã đi làm trễ, coi chừng người ta đuổi việc đó. Em có thể chúc anh ngày đầu tiên đi làm may mắn được không? Anh rất hy vọng công việc này sẽ giúp gia đình mình thoát khỏi giai đoạn vất vả này. Gia đình mình? Anh nói gia đình nào? Thôi, em ở nhà đi, anh đi làm đây. Khoan đã. Chúc may mắn. Cảm ơn em. Hy vọng là tôi sắp thoát khỏi cuộc sống này. Chào hai cô. Chào sếp. Chào sếp.
Chào buổi sáng. Chào sếp ạ. Dạ, chào tổng giám đốc ạ. Cô Hồng, chuyển cho anh Mạnh bộ hồ sơ về vụ mua bán căn nhà bên đường Thống Nhất để cho anh ấy coi. Còn anh Mạnh, hãy đọc cho kỹ. Chiều nay tôi muốn biết ý kiến của anh về tính khả thi của thương vụ đó. Dạ đây ạ. Dạ, tôi sẽ làm theo chị yêu cầu. Anh, bữa nay mua gì ăn giờ? Cái gì cũng được, miễn là đừng bắt cha con tôi ăn mấy cái đồ ăn nấu sẵn ngoài chợ. Nè, coi mua thêm tôi chút gì đó để nhâm nhi mấy ly rượu ha. Trời đất, muốn ăn sơn hào hải vị thì đưa thêm tiền đi ha. Bao nhiêu đây tiền là chỉ có đủ để mua thức ăn bình dân thôi, mà em không có nghĩa vụ phải mua đồ nhậu cho anh. Hay là anh đi chợ đi, có việc làm bận rộn đỡ phải ngồi uống rượu như vậy, khó coi quá. Đi chợ là chuyện của đàn bà. Nếu anh đi thay thì em ở nhà làm cái gì chứ? Thấy em nghỉ ngơi thì anh khó chịu lắm hả? Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ em phải đụng móng tay vô những cái chuyện như vậy. Bây giờ em phải đâm đầu vô chợ búa cơm nước, anh không thấy áy náy trong lòng chút nào sao? Lại bày ca con cá. Nếu em không muốn đi thì kêu con Thư dậy nó đi thay cho. Than phiền hoài, nhức óc quá. Trời ơi, con gái anh á, tối ngày nằm bẹp một đống, ngẩn ngơ thẫn thờ, nó không chịu làm như anh nói đâu. Thôi bây giờ ra kêu xe ôm chở em đi chợ đi. Hả? Lương của thằng Mạnh đâu có phải để xài mấy cái chuyện như vậy. Ủa chứ em chịu khó đi bộ đi, nó vừa khỏe mà nó vừa tiết kiệm nữa. Đi bộ hả? Ừ. Trời đất ơi, không hiểu sống làm gì nữa. Chị mua cái gì chị? Nếu mà nhà chị cái trang không lớn á thì chị thỉnh cái này về là vừa rồi đó. Dạ. Chuông chứ khánh, cứ ầm thiệt trong, thiệt gian là được rồi đó chị. Dạ. Chị muốn xin bề trên điều gì đó thì phải có tiếng chuông, tiếng khánh thì bề trên mới nghe thấy, được không chị? Dạ. Chị gói lại giùm tôi đi. Dạ. Chưa nghe là tôi đã mê rồi, nghe chị nói tôi còn mê hơn nữa. Em ơi, cân chị miếng thịt ngon ngon đi. Chị muốn lấy miếng nào, mà lấy bao nhiêu? Miếng nào ngon cũng được, cân đại đi. Trời ơi, ở đây sườn nè, thăn nè, mông nè, ba rọi nè, thứ nào cũng ngon hết. Chị muốn lấy cái thứ nào á thì em biết mới bán được chứ. Hay lấy cho chị miếng nạc này đi. Nha, ăn mỡ không có tốt, cân 1 kg luôn đi. Đó, chị nói vậy phải em dễ phục vụ khách không? Vậy thôi, chị lấy giùm em thêm miếng sườn thăn này nấu canh chua là số 1 đó. Sườn hả? Dạ. Sườn nấu làm sao? Chắc chị toàn đi ăn nhà hàng không hả? Chị cứ thả cái này vô nồi, thả thêm cái gì chua chua là nó thành canh chua thôi. Hả? Dạ. Vậy cho chị 1 kg luôn đi, mai mốt khỏi đi chợ.
Vậy chị lấy cho em quả tim với cặp cật này luôn nha. Cái thứ này á mà nấu cháo á hoặc xào á để ăn sáng á là đại bổ luôn đó. Chị khỏi phải ra ngoài ăn, vừa mất tiền vừa mất vệ sinh nữa. Ờ, nghe cũng có lý. Lấy luôn giùm chị đi. Rồi tính tiền bao nhiêu em? Của chị 510.000 mà thôi, em lấy 500 thôi đó. Ờ. Chết rồi. Hồi sáng chị quên bỏ tiền vô trong bóp, bây giờ nó hơi thiếu. Sao vậy ta? Làm sao là làm sao? Mới đầu buổi chợ mà đã vậy rồi. Thật là xui xẻo. Chị cho xin tiền đi. Chị là người mở hàng, đừng có nói là trả lại không mua nữa nghe. Thôi được rồi, chờ chị chút. Để chị ra ngoài kia nói khó với người ta, trả lại mấy cái này rồi đem tiền quay lại trả cho em nha. Chị mang cái gì trong túi vậy? Mấy cái đồ thờ cúng. Thôi chị mua sao cũng được, chờ chị chút nha. Phải đó, chị mang trả lại đi. Cái ăn vô miệng á mới quan trọng. Không có ăn á thì sao sống nổi. Ba cái đồ thờ cúng này mua làm gì? Chờ chị chút nha. Khoan khoan đã chị. Hả? Hồi nãy em thấy trong bóp chị có ít tiền đó, chị để lại đây cho em đi. Lát nữa chị gửi tiền đủ rồi đó. Thì chị cứ lại đây lấy hàng ha. Thông cảm giùm cho em đi ha. Chị gửi em trước 100 nha. Rồi rồi rồi. Mời vô. Có tin vui này thưa giám đốc. Anh ngồi đi. Cảm ơn. Khách hàng đồng ý mua căn biệt thự ở Thảo Điền rồi phải không anh Mạnh? Đúng vậy, sáng mai họ muốn tới ký hợp đồng liền. Anh Mạnh giải quyết công việc thiệt là chuyên nghiệp. Tuyết Anh đặt lòng tin vào anh quả không sai. Thực sự Tuyết Anh đang rất cần có một người như anh để chung lưng đấu cật, cùng Tuyết Anh giải quyết công việc kinh doanh trong tương lai. Cảm ơn Tuyết Anh đã tin tưởng. Thiệt tình thì tôi phải cố gắng làm tốt mọi việc để xứng đáng với đồng lương mà Tuyết Anh đã trả cho tôi. Tuyết Anh đang tính tăng lương cho anh Mạnh. Không cần đâu, tôi thấy mức lương hiện tại là hợp lý với tôi rồi. Tuyết Anh muốn tăng lương cho anh là để anh toàn tâm toàn ý hơn trong việc giúp Tuyết Anh phát triển kinh doanh. Tôi có nhiều dự định lớn lắm đó. Thôi, tôi về phòng làm việc đây. Khoan đã. Mua thức ăn về thì nấu liền đi. Để dây thịt thà
ôi hết trơn sao ăn. Mà đã đi mua thức ăn á, thì phải tính có ăn vừa đủ thôi. Mua gì nấu một ngày ăn một tuần ai mà chịu nổi. Ở muốn chết luôn. Nói nghe nè, bây giờ anh không có việc làm á, anh rảnh quá cái anh xuống xăm soi em chơi vậy phải không? Thì anh tự làm đi, em làm được có nhiêu đó thôi à. Đẩy vợ con vô cái tình cảnh này rồi, không có cắn rứt lương tâm thì thôi, cằn nhằn cằn nhằn. Nói chung mà nói thì anh thôi nói chung đi được không? Anh đi đâu? Đứng lại, đứng lại đã. Trong túi không có cách nào mà cứ đi đi hoài vậy. Anh đứng lại đi. Anh đi đâu vậy hả? Anh nghĩ lại đi. Người ta thì được chồng con cung phụng, ăn sung mặc sướng. Còn anh đẩy vợ con đến tình cảnh khốn khổ như vậy rồi, anh còn lớn lối làm sao? Đời mạt rồi, anh không biết nó còn tàn mạt tới đâu. Nếu anh còn đứng đây để mà cãi lộn với em. Anh đi đâu đó? Đi luôn đi nha. Anh đừng có để tôi thấy mặt anh. Thư, dậy phụ mẹ nấu cơm. Thư, Thư, dậy phụ mẹ một tay. Cứ nằm riết trong phòng vậy bị điên á. Mẹ kệ con, con cũng đang muốn điên đi nè. Cha con sao mà giống nhau quá vậy không biết nữa. Chỉ biết nghĩ thân mình thôi à, không biết nghĩ tới ai hết á. Cái tên đã sáng mà người lại còn sáng bừng hơn nữa. Anh nói quá à. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ em mới làm ở đây anh à. Minh à. Dạ. Nếu anh muốn gặp em mà không phải là cái chỗ này có được không? Dạ. Dạ được chứ anh. Em ngồi đây đi. Anh ơi, hay là anh kêu thêm món gì nhậu nha. Em làm thêm một món bò xào củ hành nha. Cũng được. Dạ. Mà nè khoan, anh muốn gặp em mà không phải là cái chỗ này có được không? Dạ chắc là không được đâu anh ơi. Em ngồi đây đi. Anh ơi, hay là anh kêu thêm món gì nhậu nha. Em làm thêm một món bò xào củ hành nha. Cũng được. Dạ. À khoan. Dạ anh muốn kêu thêm gì không ạ? Anh quên, anh đang ăn kiêng. Kêu cho anh ra rau luộc thôi. Mà rau không á nghe. Dạ. Không tiền thiệt là nhục.
Anh Mạnh. Chào chị. Trễ rồi sao anh chưa về? Tôi đang muốn nghiên cứu kỹ càng bộ hồ sơ này để sáng mai chúng ta thảo luận với khách hàng cho thuận lợi. Lại chị nữa rồi. Người thông minh như Mạnh có mỗi việc đó mà mãi không nhớ nổi vậy. Tôi sẽ ráng nhớ. Hay vậy đi, cũng tới giờ ăn rồi, chúng ta cùng đi dùng bữa nha. Cảm ơn Tuyết Anh, nhưng chắc tôi phải xin lỗi. Bây giờ tôi phải về nhà. Ông bà Nhạc và vợ tôi đang chờ tôi ở nhà về ăn cơm tối. Mạnh đã có vợ rồi hả? Dạ. Chẳng lẽ mỗi bữa Mạnh phải ăn cơm nhà? Tuyết Anh thông cảm, cả ngày chỉ có buổi tối là gia đình sum họp với nhau thôi. Chắc ông xã Tuyết Anh cũng đang chờ mà. Không có ai chờ, vì đơn giản Tuyết Anh chưa lấy chồng. Tôi xin lỗi, tại vì tôi không biết nên mới nói như vậy. Mạnh có lỗi gì đâu. Nhìn Mạnh lúc này, tôi cũng thèm có một gia đình. Thôi, Mạnh về đi, kẻo bà xã đợi. Vậy tôi đi trước. Con chào mẹ. Em. Ủa, mẹ về bây giờ mới ăn cơm hả? Con xin lỗi vì đã về trễ. Ba con đâu mẹ? Kệ ông đi. Nhà gì đâu mà chán ngắt hả? Ngồi xuống ăn cơm. Dạ. Mẹ, con bận đi làm. Mẹ ở nhà ráng lo việc cơm nước giùm con nghe. Con sẽ cố gắng kiếm thêm công việc để có thêm thu nhập. Lúc đó mẹ và Thư sẽ đỡ khổ cực hơn như lúc này. Thôi con ăn đi. Nói vậy thôi chứ khi nào ông về không ăn. Trưa nay cũng đâu có về ăn cơm nhà đâu mà. Thôi ăn đi. Thôi, mẹ đã nói như vậy thì anh kệ ba đi. Em ráng ăn đi cho khỏe. Anh đã nói rồi và anh nhất định sẽ làm được. Anh quyết sẽ không để ba mẹ và em khổ cực như vậy lâu nữa đâu. Con mời mẹ. Trời ơi, mặn chát như vậy làm sao mà ăn được mẹ. Có hơi mặn một chút, nhưng ăn được mà em. Em ráng ăn đi, không thôi phụ lòng mẹ nấu đó. Chẳng có cọng rau xanh nào hết. Thì mẹ mua thịt không là hết tiền rồi. Nấu canh mà cũng mặn như vậy thì làm sao mà ăn được. Con không ăn nữa đâu. Đúng là
nên có một tí rau mẹ à. Mẹ, mai mốt mẹ đi chợ, mẹ coi tính toán giùm con mua những thứ gì cho nó cân đối, và mua cái gì cũng vừa đủ ăn thôi. Tại vì mình còn cả tháng trước mắt đó mẹ. Ừ. Mẹ ăn đi. Lỡ mặn rồi thì ráng ăn đi, rồi chút uống nước vô chứ có gì đâu. Cả ký sườn, cả ký thịt, rồi dĩa bầu dục này nữa nè, không lẽ mặn rồi bỏ. Con Thư từ sáng giờ không có miếng nào vô bụng hết á. Nhưng mà chắc mặn quá nên Thư chưa ăn quen thôi. Thôi, để con chạy ra ngoài mua cái gì cho dễ ăn chút nghe mẹ. Thật là một người đàn ông chững chạc và đứng đắn. Lâu lắm rồi mới thấy một người đàn ông có trách nhiệm như vậy. Sao lại có vợ rồi chứ? Alo, con nghe nè má, có chuyện gì không má? Chuyện gì là chuyện gì? Nhớ con má gọi điện hỏi thăm bổn được hả? Nè, má nghe nói con chạy đôn chạy đáo tìm việc làm có phải không? Dạ, cũng có vất vả chút thôi mà má. Má, con kiếm được việc làm rồi đó, má mừng cho con đi. Việc gì vậy? Có vất vả lắm không? Lương có cao không? Liệu có dành dụm để sớm trả tiền cho má được không? Mày chạy về nhà đi, để má hỏi rõ ngọn ngành. Má hỏi dồn dập vậy sao con trả lời được? Mà con đang đi mua đồ cho Thư, không qua má được đâu. Cái gì? Con đi làm suốt cả ngày trời, về tới nhà phải lo chợ bố nấu ăn hầu hạ cho gia đình bên đó nữa hả? Trời đất ơi, bộ con muốn vô nhà thương điên sớm hả? Má à, chuyện đó bình thường thôi mà má. Sao mà má lại nói trù ẻo con vậy chứ? Bây giờ Thư bệnh, con chăm sóc vợ, đâu có gì sai quấy hả má? Mày nói cái gì? Tiền không có mà đi mua đồ ở ngoài ăn nữa hả? Nè, con chửi thẳng vô mặt con Thư đó, nói với nó là bây giờ gia đình mặt rẹp rồi, đừng có sống cái đời mà tiểu thư trăm anh thấy phiệt nữa. Mày phải liệu liệu trả tiền sớm cho má đi. Giá vàng lên từng ngày nè, má như ngồi trên đống lửa vậy đó. Má yên tâm đi, con vẫn lo trả nợ cho má đầy đủ là được chứ gì. Thôi vậy nghe, con về thăm má sau. Sao mà đồ đạc lộn xộn vậy con? Hả? Nhà cửa bây giờ đã chật chội rồi, thì con coi coi cái gì không dùng tới á, thì đem cho người ta hoặc đem bỏ đi. Biết chừng nào mình mới được trở lại cuộc sống như ngày trước. Mẹ ra ngoài giùm con đi mẹ. Con không muốn nghe ai nói bất cứ thứ gì nữa đâu. Con đọc sách hả? Thôi đọc sách đi, còn hơn là cứ ngồi đờ đẫn suốt ngày như vậy, mẹ sợ lắm. Mẹ cứ để đó cho con đi, mẹ ra ngoài đi. Thư à,
Anh có ghé mua món gà rán, món mà em thích nè. Ăn đi em. Anh đem ra ngoài đi, tôi không muốn ăn. Em cứ như vậy hoài, không chịu ăn mà lại suy nghĩ nhiều nữa, coi chừng làm chồng bệnh đó. Thì tôi cũng đang mong như vậy mà. Chồng con nó đã mua về rồi, ráng ăn một chút cho nó vui. Ăn đi em, ăn một chút thôi cũng được mà. Kìa con, tôi đã nói không ăn mà. Tôi không ăn, anh hiểu không? Có chuyện gì vậy? Con đã nói rồi, con không muốn ăn mà. Con thật sự xin lỗi. Anh xin lỗi, anh không biết rằng như vậy là đã làm phiền đến em. Xóa nhòa